Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố và trao danh hiệu cơ sở công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2020 cho 42 đơn vị, trong đó có 17 đơn vị được xếp hạng 5 sao, 13 đơn vị được xếp hạng 4 sao và 12 cơ sở được xếp hạng 3 sao. Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở theo tiêu chí của thành phố Hà Nội năm 2020 là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Các doanh nghiệp, cơ sở được vinh danh hôm nay đã triển khai thực hiện các giải pháp có tính điển hình, mang lại hiệu quả cao, có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp ở quy mô khác nhau, giúp các doanh nghiệp, cơ sở chủ động trong quá trình đổi mới trang thiết bị, quản lý vận hành và thiết kế dự án việc tôn vinh các cơ sở doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh cũng như phổ biến nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu là giải pháp quan trọng để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng thúc đẩy công tác quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của thành phố thể hiện quyết tâm cùng kiến tạo cùng hành động cùng phát triển của thành phố với các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới